Ba thà, đừng lại đi cầu cầu quả. Vậy thì cắt đi. Và bây giờ chúng tôi đang test thái ớt là nước chấm, nên là ớt tươi. Đang test đây là dùng tay để vặt cái đúng quả ra, quả ớt nguyên. Tôi sẽ dùng cái máy đa năng trên đất. Các anh xem là độ dày như thế này được chưa hay như thế nào để chỉnh. Đây, có cái này quay tay được luôn nhé. Để quay tay luôn. Máy này máy đa chức năng, dùng điện và dùng quay tay. Mén ép và tự động. Bây giờ chúng tôi sẽ cho quay ép ra. Rồi đây là chỉnh hai bên, một bên là sấy dày. Đó, bắt đầu chúng ta quay tay. Đây là thành phẩm quay tay. Giống nhau.